Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series cùng học để tạo một cái app với nền tảng là Express.js. Và app này sẽ có đầy đủ chức năng của một Grad app để mà có thể ghi chép lại bài viết. Thì ở trong bài trước chúng ta đã xây dựng được một cái web server rất là cơ bản, và web server đấy đã khởi động tại port 5000 như là chúng ta đã viết ở đây. Thì ở trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục với một cái công tác chuẩn bị nữa, đó chính là kết nối cơ sở dữ liệu. Thì là muốn kết nối cơ sở dữ liệu, các bạn hãy tới địa chỉ là cloud.mongodb.com. Thì khi các bạn tới đây, các bạn chỉ cần đăng nhập vào đơn vị hoặc là đăng ký. Sau đó thì các bạn sẽ được nhìn thấy cái giao diện như thế này. Thì ở phía trên góc trái, các bạn chọn New Project. Đặt tên là gì cũng được, chúng ta đặt tên là Express Post đi chẳng hạn. Đây là tên của app của chúng ta mà. Chọn Next. Add Member hoặc là Set Permission thì chúng ta sẽ chọn tên là Henry đi. Permission Project Owner. Ok, được rồi. Đấy. Chúng ta tạo project. Sau khi tạo xong project thì chúng ta bấm vào Build a Cluster, thì chúng ta chọn cái Free này. Chỗ này cứ để nguyên nó, cứ để nguyên thôi. Cluster Tier này là Free rồi, được chưa? Nên là chúng ta không cần phải trả cái gì cả. Additional Setting cũng cứ để nguyên như vậy thôi. Cluster các bạn có thể đặt tên cái này là cái gì cũng được. Chọn là, chúng ta sẽ chọn là Post đi. Chúng ta tạo cluster. Thì công việc tạo cluster ở đây nó sẽ mất khoảng một vài phút. Thì cái cluster nó giống, nếu mà các bạn đã biết về SQL rồi, cơ sở dữ liệu SQL rồi, relational database ấy, thì các bạn coi như cái cluster này nó giống như là một cái database của các bạn. Thì trong database nó có nhiều table, nó có nhiều bảng. Thì ở trong một cái cluster nó có nhiều collection, thì collection này nó cũng tương ứng với các bạn. Thì là việc tạo một cluster như thế này nó sẽ mất khoảng vài phút. Nên là chúng ta sẽ quay lại khi mà cái cluster này xong. Như vậy là chúng ta đã tạo xong cluster, tức là nó tương ứng với cả như là cái bảng ở trong SQL database, relational database. Thì sau khi chúng ta tạo xong cái bảng tên là post, tạo xong cái cluster tên là post này rồi, thì chúng ta sẽ chọn ở phía bên tay trái đây, chúng ta chọn network access, sau đó chúng ta chọn add IP address và chúng ta allow access from anywhere, tức là chúng ta sẽ cho phép kết nối vào cái cơ sở dữ liệu này từ bất cứ đâu, cho nó đơn giản thôi. Chứ còn đương nhiên là trong production, khi mà sản xuất thì là các bạn sẽ phải làm những cái thủ tục khác về security cho nó cẩn thận hơn. Rồi chúng ta quay lại với cả cái cluster này, nhưng mà nó đang deploying changes, tức là nó đang áp dụng cái thay đổi, nên là một lần nữa chúng ta sẽ phải tạm ngừng một chút để đợi cho cái này nó config xong. Như vậy là chúng ta đã xong với cả việc chúng nó config. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào connect để mà kết nối cơ sở dữ liệu của chúng ta với cả cái app mà chúng ta đang xây dựng ở Visual Studio Code kia. Thì khi chúng ta bấm vào Connect thì chúng ta sẽ được tạo một cái user. Thì đây chúng ta sẽ tạo một cái người sử dụng tên là Henry. Password đặt là 1234 đi. Được chưa? Tạo cái user như thế này. Xong sau đấy chúng ta bấm vào chọn cái phương pháp Connect. Thì đây chúng ta sẽ chọn cái dòng này. Connect your application dòng thứ hai ấy. Rồi chúng ta copy cái dòng này. Được chưa? Mình cứ coi như để copy nó tạm ra notepad này đi nhé. Ok. Đấy. Thì cái password này chúng ta sẽ phải thay đổi. Vừa nãy mình vừa đánh là 1234, bây giờ mình đánh lại là 1234. Được chưa? Sau đó chúng ta ấn vào close. Như vậy là đã xong cái việc là kết nối giữa cơ sở dữ liệu với cả cái app, tức là mình đã lấy được cái chuỗi đấy rồi, bây giờ mình chỉ cần đưa cái chuỗi đấy vào trong app thôi là được.
Thế là chúng ta sẽ quay lại app. Thì khi mà quay lại app, chúng ta sẽ tạo một cái folder mới tên là config ở đây để cho nó rõ ràng, nó gọn gàng, được chưa? Sau khi tạo xong folder config thì chúng ta sẽ tạo một cái file ở trong đó tên là default.json. Ở trong file này thì chúng ta sẽ viết một cái dòng đấy là mongo, bạn thích đặt tên là gì cũng được, đương nhiên là như vậy rồi. Có thể đặt tên là mongo URI, là cái đường link mà dẫn tới cái database vừa rồi ấy. Sau rồi mình paste cái thằng này vào. Đấy, đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, thế là xong. Sau khi xong cái file này rồi thì vẫn ở trong cái folder config đấy, chúng ta tạo thêm một file nữa. Chúng ta đặt tên là ví dụ như là db.js chẳng hạn, viết tắt cho database. Thì ở trong file này chúng ta viết bắt đầu là mongoose bằng với cả requires mongoose. Sau đấy chúng ta khai báo tiếp config bằng với cả là require config. Cái này lúc nãy chúng ta đã cài bằng việc là npm install rồi. Tiếp theo chúng ta đặt một cái biến là db sẽ bằng config.get, xong rồi mongo URI, mongo URI ấy. Nó sẽ lấy từ đây, nó sẽ lấy chính cái mongo URI ở đây từ cái dòng này ra. Thế thì cái này nó sẽ, cái mục này nó sẽ lấy nguyên cái chỗ chuỗi ký tự đấy, cái chuỗi ký tự mà dùng để kết nối với cả cơ sở dữ liệu đấy. Sau đó chúng ta bắt đầu làm công việc chính, đấy là tạo ra một cái hàm, ví dụ như là connect DB kết nối với cơ sở dữ liệu chẳng hạn, sẽ bằng async. Async này là asynchronous request của JavaScript. Thì là chúng ta sẽ học một cái bài về cái này sau, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ biết là như vậy. Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm trycatch. Ở trong trycatch này thì chúng ta sẽ đặt là await. Khi mà có async ở trên này thì bên dưới phải có await. Đây là cách làm mới của JavaScript để tránh cho chúng ta việc phải dùng promise. Nhưng mà rõ ràng là đấy là cái vấn đề trong một video khác, mình sẽ nói sau. Chúng ta chọn là await mongoose xong rồi chấm connect. Thì là lấy là parameter thứ nhất là db, chính là cái thằng này, cái thằng chuỗi này. Xong sau đấy là một cái object bao gồm các option, đó là use create index, chọn là true. Use new URL parser để chọn là true. Use unified topology, chọn là true. Tất cả những cái này nó đều có ở trong tài liệu của mongoose hết, nên là nếu mà các bạn muốn biết vì sao mà mình tự dưng lại móc ra đâu ra được cái những cái lệnh này, những cái option này, thì là bắt buộc là phải đọc documentation thôi, phải đọc cái tài liệu hướng dẫn của mongoose. Thì và cái cuối cùng là use find and modify, chọn là false. Còn catch error tức là nếu mà nó không thể nào mà kết nối được với cả cơ sở dữ liệu ở trên MongoDB vừa rồi ấy, thì nó sẽ nhảy xuống cái phần dưới này. Thì khi nó không thể kết nối được, chúng ta sẽ in ra cái lỗi đấy, console.log error.message. Sau đó là thoát khỏi cái process exit với mã là 1. Thì nếu các bạn học về computer science thì là 1 là mã lỗi, còn 0 mới là mã đúng, được chưa? Ok, như vậy đây là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta dùng để kết nối với cả cơ sở dữ liệu. Thì một bước cuối cùng đấy là chúng ta phải export cái thằng này ra, tức là xuất cái thằng này ra để đưa nó vào những cái file JavaScript khác. Thì chúng ta viết là module.export thì sẽ bằng với cả connectDB. Bây giờ chúng ta quay lại với cả app.js để mà đưa cái cơ sở dữ liệu này vào. Thì tại vì app.js mới là cái nơi mà chúng ta kết nối với cơ sở dữ liệu chính, và là nơi mà để phục vụ cho cả toàn bộ cái app mà, nên là chúng ta phải đưa nó vào. Bây giờ chúng ta sẽ ghi là connectDB bằng với cả require vào thư mục mẹ, đấy là chấm xong rồi dấu gạch chéo như này, xong rồi config, xong rồi vào đấy lấy cái file db ra.
Đấy, thì cái ConnectDB này sẽ chính là cái hàm ở trong cái file db.js lúc nãy. Thấy chưa? Sau đó chúng ta sẽ xuống phía xem nào. Sau cái chỗ này chúng ta sẽ ghi ở đây là kết nối cơ sở dữ liệu ConnectDB. Thấy chưa? Đó. Gì đây? Không thể tìm module config. Mình cài config chứ nhỉ? Mình chưa cài config. Ok, thế thì ta phải tạm thời tắt cái server đi và chúng ta chạy ở npmi config. Ok, giờ nếu mà chúng ta chạy lại server thì chắc là sẽ được thôi. Và để biết rằng là chúng ta đã kết nối với cơ sở dữ liệu thì là chúng ta có thể làm một cái phép thử nho nhỏ ở trong cái file db.js này. Đấy là sau khi mà chúng ta kết nối xong rồi thì chúng ta ghi ở console.log đã kết nối cơ sở dữ liệu chẳng hạn. Thực ra là lúc từ nãy giờ là nó được rồi đấy, nhưng mà tại vì nếu không thì nó sẽ log cái message, cái error ra mà, cái lỗi ra mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta để cho nó rõ ràng hơn thì chúng ta viết cái này, và như là các bạn cũng thấy là chúng ta đã có cái dòng này. Thứ nhất là server đã khởi động tại cổng 5000, và thứ hai đấy là đã kết nối cơ sở dữ liệu khi mà mình chạy cái hàm này. Thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái việc chuẩn bị cho việc viết app này. Thì ở trong bài sau thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc viết app một cách hẳn hoi. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.